Năm 2018, Phú Quốc có 4.023.105 lượt khách tham quan du lịch, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này dự kiến sẽ không ngừng tăng trưởng trong tương lai. Với những chính sách, điều kiện phát triển thuận lợi, các chủ đầu tư có thêm động lực tăng cường nâng cấp, xây dựng những khu nghỉ dưỡng phức hợp tầm cỡ, chuẩn bị sẵn sàng để trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Du khách đến Phú Quốc còn bị hấp dẫn bởi Casino Corona, casino đầu tiên thí điểm cho phép đón tiếp du khách Việt vào trải nghiệm dịch vụ, đã khai trương vào ngày 19 tháng 1 năm 2019 vừa qua, cùng những khu nghỉ dưỡng tích hợp tiện ích hiện đại với đầy đủ các dịch vụ vui chơi, giải trí và mua sắm. Đơn cử như tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World, tâm điểm thu hút các nhà đầu tư lão luyện, vừa chính thức ra mắt giữa quý 1 năm 2019. Grand World Phú Quốc có diện tích hơn 85 hectare, tọa lạc tại Bãi Dài, một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á do CNN bình chọn. Dự án nghỉ dưỡng phức hợp này có điểm nhấn là các khu phố thương mại sầm uất với 979 căn shops mang các phong cách kiến trúc khác nhau và phục vụ đa dạng ngành hàng. Bên cạnh đó, Grand World Phú Quốc còn sở hữu hệ thống condotel từ 3 đến 5 sao đa dạng với 2 khách sạn 5 sao đẳng cấp, 5 khách sạn 4 sao và 5 khách sạn 3 sao, cùng nhiều mini hotel năng động, sẵn sàng đón tiếp hàng triệu lượt du lịch mỗi năm. Dự án cũng thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh đã đi vào hoạt động ổn định như Vinpearl, Safari, sân golf nhằm phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí của du khách một cách trọn vẹn. Đặc biệt, Grand World nằm trong tổ hợp Corona Resort và Casino Phú Quốc, với Corona Casino là thỏi nam châm thu hút lượng du khách lớn đến với Phú Quốc, góp phần đẩy mạnh tỷ lệ lấp đầy phòng, kéo dài thời gian lưu trú của khách và giúp doanh thu du lịch tăng cao. Kinh doanh khu nghỉ dưỡng phức hợp, bởi vì như chúng tôi vừa mới trình bày á, thì nó đáp ứng được cái yêu cầu và tiêu chí của rất là nhiều các loại hình khách thuê, và thông qua đó thì họ sẽ tối đa hóa được cái lợi nhuận của cái khu nghỉ dưỡng, và bất kỳ một khách họ có thể đánh được vào rất là nhiều các đối tượng khách thuê khác nhau. Grand World Phú Quốc là dự án thuộc chủ đầu tư New Vision với cổ đông chiến lược là Vinpearl. Vincom Retail chịu trách nhiệm quản lý vận hành khu shop thương mại dịch vụ. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và vận hành bất động sản nghỉ dưỡng, Vinpearl là bảo chứng niềm tin và uy tín đối với các dự án. Bên cạnh đó, Vincom Retail là thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hứa hẹn sẽ đem lại những dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho khách hàng. Với sự xuất hiện của tổ hợp Grand World, thị trường bất động sản Phú Quốc đang nóng hơn bao giờ hết, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn cho các nhà đầu tư.